Xin chào tất cả các bác và các anh em. Hôm vừa rồi thì em có nhập 5-6 chiếc vang số X10 hàng bãi về để bán. Thì trong đó là có 5 chiếc có cái tên là Bossy và một chiếc là Mango X10. Thì em là cái người mà vừa nhập vang số về bán lại vừa nhận vang số của anh em căn chỉnh. Cũng khá lâu rồi. Em bắt đầu làm YouTube từ năm 2018. Thì lúc bấy giờ thì chủ yếu em tập trung vào nghiên cứu trên vang số. Và lúc bấy giờ thì vang số DX là vang số phổ thông. Cho nên rằng là em được va chạm đến vang số DX nhiều hơn các cái dòng vang số khác. Thế còn gần đây thì các anh em các tỉnh thành tin tưởng gửi cho em rất nhiều loại vang số đến để cho em căn chỉnh. Kể cả hàng mới bình dân đến mới cao cấp, hàng bãi bình dân đến bãi cao cấp. Đại khái là rất nhiều loại vang số khác nhau. Thậm chí là có các anh em còn gửi cả vang cơ đến cho em căn chỉnh. Vang cơ rồi vang cơ lai số. Còn nói về vang số thì có lẽ rằng là em được va chạm rất nhiều loại vang số khác nhau. Hàng bãi bình dân, hàng bãi cao cấp, hàng mới bình dân, hàng mới cao cấp. Thế nhưng mà khi mà em bán vang số thì ít khi là em mở được gan để mà giới thiệu với anh em về cái nguồn, cái tụ, cái giam, cái chip, cái giải mã, cái vi xử lý. Bởi vì trên vang số thì khi chúng ta làm ấy là chỉ cần thay đổi một chút thôi thì nó khác rồi. Và khi em bán thì em không dán tem đâu. Bởi vì quản lý cái vấn đề mà bán hàng ấy hoàn toàn ở trên máy tính hết. Đơn hàng thì đã có máy in này. Đơn hàng mà em bán ra hoặc là căn chỉnh cho các anh em ấy đã có máy in. In ra những cái đây, những cái tập như thế này. Tất cả những cái đơn hàng mà em xuất ra hàng ngày ấy thì đều có những cái tập giấy in như thế này thông qua cái máy in. Và trên máy tính thì cũng lưu trữ về cái đơn hàng mà khi bán hay là căn chỉnh lại cho các anh em. Cho nên em không dán tem. Và khi các anh em mua vang số thì các anh em cứ mở ra để xem là nó thế nào. Thì đây là ruột gan của chiếc vang số X10 này. Đây là chiếc Bossy X10 này. Đây là Bossy X10. Nó là vàng đen. Cái dòng này thì nó có cả cái BDX10. Trước đây em cũng có nhập về cái mã là BDX10. Thì cái tên thì nó không quan trọng đâu. Cái tên thì các bác anh em thấy rằng là trên cái dòng vang số đời X rất nhiều các loại tên khác nhau. Cái tên này là do cái đơn vị bán hàng người ta đặt, cái nơi sản xuất. Đơn vị bán hàng đặt cái đơn vị sản xuất là in cái logo của cái đơn vị bán hàng. Chứ còn cái tên nó không nói lên điều gì đâu. Kể cả là dòng SISO cũng thế. Kể cả là dòng SISO rất nhiều tên khác nhau. Rất nhiều tên khác nhau. Cho nên nhiều khi các anh em đi mua thì các anh em quan niệm là như vậy nó phải đúng tên. SISO T3 nó phải đúng tên SISO T3. Hoặc là như vậy là 1080 thì nó phải đúng là 1080. TB1080M thì đấy mới là hàng xịn. Thì trong quá trình mà như vậy là em bán vang số và căn chỉnh lại vang số cho các anh em ấy. Thì nhiều các anh em là hỏi là phải là mua cái loại đúng tên. Giả dụ như là SISO 1080M ấy, là phải hỏi cái dòng mà như vậy là đúng tên là SISO TB1080M. Đấy mới là cái hàng chất lượng, hàng chính hãng. Còn những cái tên khác thì không phải là như vậy là hàng chính hãng mà chỉ là hàng đặt thôi. Thế nhưng các bác anh em thấy là SISO T3, T5 rất nhiều tên khác nhau. Và dòng X. Dòng X thì các anh em cũng gửi đến cho em căn chỉnh rất là nhiều. Từ X3 cho đến X12. Thậm chí X12 cũng rất nhiều tên khác nhau. Cho nên là cái tên nó không quan trọng. Đấy là đối với một người mà chuyên làm về vang số thì em khẳng định như thế. Mà các anh em có thể là mở ruột gan ra xem là như vậy là cái ruột gan nó như thế nào. Có phải xịn hay là không xịn. Có phải hàng xịn hay là không xịn. Cái một nguồn hay nguồn ấy thì em nghĩ rằng là nó cũng không hẳn là như vậy là hai nguồn nó sẽ hay hơn một nguồn đâu. Không phải là như vậy hai nguồn sẽ hay hơn một nguồn. Mà đây là do các kỹ sư âm thanh người ta thiết kế ra là cái mạch này là như vậy là sẽ có hai nguồn. Một cái nguồn này nó phục vụ cho cái vấn đề về hiển thị này, phục vụ cho các cái vấn đề về linh kiện, về một cái mạch nào đấy. Thế còn cái nguồn to này nó sẽ chịu trách nhiệm cho cái phần mên chẳng hạn. Cái này là do các kỹ sư âm thanh người ta nghiên cứu ra để như vậy là nó đáp ứng được cái dòng điện, đáp ứng được cái điện áp cũng như là dòng điện.
cũng như là cái sự ổn định, chứ không phải là như vậy là một nguồn thì không hay bằng hai nguồn. Như trên CISO này chẳng hạn, các bác thấy rằng là một cái nguồn bé tí thôi, một cái nguồn bé bằng bằng ba ngón tay thôi. Đấy là công nghệ, đấy là công nghệ của cái đơn vị thiết kế, của cái nhà máy thiết kế. Nó mang chất là độc quyền, các kỹ sư âm thanh người ta nghiên cứu chán rồi. Chứ không phải là như vậy là nguồn xung sẽ không hay bằng cái nguồn biến áp, hay là như vậy là cái nguồn biến áp thì như vậy là tiếng nó sẽ dày, nó sẽ ấm hơn. Không phải như thế đâu. Thế em nghĩ là không phải như thế. Cái này là do nhà thiết kế. Hoặc là như vậy là cái con vi xử lý này. Đây là gọi là chung chung là vi xử lý đi. Con DB này là con vi xử lý. Thì như vậy là đời nọ đời kia thì có thể là nó khác nhau. Nó khác nhau. Giả dụ như 21375 này trên X10 chẳng hạn này, hoặc là trên X12 là 21489, hay là nhiều cái vang đời mới bây giờ thì cũng sử dụng những con chip là còn đời sau của 21375. Nhiều chiếc vang số hàng mới bây giờ là chạy những con chip đời sau. Thế nhưng mà nó còn liên quan đến nhiều thứ khác chứ không phải riêng gì con chip, bởi vì nó còn liên quan đến cái mạch âm sắc ở đây này, liên quan đến mạch chứ không phải là riêng gì con chip. Không riêng gì là như vậy cái nguồn, hay là không riêng gì cái tụ, không riêng gì là cái tụ, mà để mà có một chất âm hay ấy, từ cái phần nguồn nó phải tốt này, nguồn ổn định này, lọc nhiễu tốt sạch sẽ này, rồi cái mạch, đây là cái main, gọi là main mạch thì như vậy nó có rất nhiều linh kiện để mà phụ trợ cho cái con DB này, chứ không phải là như vậy là con DB này đời cao thì như vậy là sẽ hay hơn đời thấp. Bởi vì xung quanh nó còn rất nhiều các linh kiện khác nữa. Xung quanh nó còn rất nhiều linh kiện khác nữa để mà như vậy là đưa ra một cái chất âm hay. Nó không khác gì như kiểu một cái dây chuyền sản xuất đấy. Một dây chuyền sản xuất nó phải đồng bộ. Nó phải đồng bộ từ khâu đầu đến khâu cuối, từ khâu nguyên liệu cho đến khâu thành phẩm đóng gói. Thế cho nên rằng là trên vang số nó vậy thôi, nó cũng phải có một nguyên liệu tốt này. Linh kiện nó là nguyên liệu tốt. Thế rồi là mạch thì nó cũng phải là phối hợp với linh kiện. Rồi ngoài cái con DB này thì nó lại còn phải rất nhiều các cái linh kiện khác nữa, các cái con khác nữa, chức năng nó khác nhau. Nó như kiểu là quân và tướng ấy, nó có nhiều cái ban bệ khác nhau để mà như vậy hỗ trợ nhau. Chứ không phải là như vậy là cứ cái con này là đời cao là nó sẽ hay, hoặc là cứ cái tụ này là tụ như vậy là ELA, hay là tụ nhôm, hay là tụ không phải là tụ nhôm thì nó sẽ hay. Hoặc là như vậy những cái con giải mã đường tiếng đấy chẳng hạn, không phải là như vậy là cái con mã đời này đời kia nó sẽ hay hơn, mà đây nó còn liên quan đến nhiều thứ khác. Nó là cả một cái hệ thống, chung với lại là một cái dây chuyền, một cái hệ thống. Thì các anh em có thể là đặt mua. Thì đối với lại X3 cho đến X10 ấy, là chất âm nó mềm mại. Chất âm nó sẽ mềm mại hơn X12. Nói về phần bass thì nó không phải là thiếu. Phần chung, phần check thì nó mềm dịu hơn so với X12. Nó sẽ phù hợp với các cái bộ dàn mà có thể là nó sáng tiếng, sáng đanh, sáng gắt. Thì có thể là X10 này dùng tốt này. Thế còn để dùng tốt ấy, thì nó còn liên quan đến vấn đề căn chỉnh. Để dùng tốt thì nó còn liên quan vấn đề căn chỉnh, chứ không phải là như vậy là cứ linh kiện tốt mà sẽ có một chất âm hay. Không phải là như vậy là cứ linh kiện đắt tiền, vang đắt tiền, linh kiện đắt tiền mà như vậy là có chất âm hay, mà nó còn liên quan đến vấn đề cài đặt. Các bác thấy đây là cái ruột gan, thì có lẽ rằng rất nhiều anh em là cũng mở ruột gan ra và giới thiệu về ruột gan, linh kiện, nguồn và hướng dẫn về cái vấn đề như vậy là căn chỉnh. Hướng dẫn các bác anh em về vấn đề căn chỉnh. Thì trong vấn đề mà vận hành căn chỉnh ấy, thì các bác anh em dễ thôi. Giả dụ như là nút nào là nút gọi, nút nào là nút lưu, nút nào là chỉnh nhạc, nút nào chỉnh mic, nút nào chỉnh echo, chỉnh gì vợt. Rồi là như vậy là cái đầu ra. Đây đầu ra đây thì chắc rằng là các bác anh em chỉ cần xem qua thì các bác anh em có thể là nắm bắt được về các cái chức năng của các cái nút như thế này. Đấy. Về cái phần effect đầu vào này, effect đầu ra thì các anh em có thể nắm bắt được. Nhưng mà quan trọng nhất là các bác thấy rằng là đây là đầu ra trên chiếc vang số X10 đang kết nối phần mềm này.
chiếc có đèn màu xanh đang kết nối phần mềm. Thì trên đầu ra này ấy, chỉ cần thay đổi 1-2 số ở trong e-transceiver thôi thì chất âm nó đã khác rồi nhá. Còn chưa kể là rất nhiều phần nhiều mục trên một chiếc vang số. Nhưng mà khi làm vang số ấy thì nó liên quan đến effect đầu vào và effect đầu ra. Thì các anh em căn chỉnh bằng tay thì cũng căn chỉnh được full chức năng thôi. Thậm chí là cái limit compressor, cái limit compressor đầu vào, đầu ra các bạn cũng căn chỉnh được hết. Limit của phần mic, cái limit của cái phần main. Và nhìn chung là đầu ra là các cổng main, center, sub và số dao. Là các anh em có thể là căn chỉnh những cái gọi là sâu kỹ nhất, như là căn chỉnh delay hay là căn chỉnh về cái limit compressor. Thế nhưng mà cái làm vang số thì nó liên quan đến thẩm âm. Làm vang số nó liên quan đến thẩm âm chứ không phải là như vậy là vấn đề về máy móc. Máy móc không làm được vang số hay đâu. Em khẳng định như thế. Ngày xưa em làm trong công ty âm thanh ấy, có một cậu thanh niên trẻ cũng mới vào nghề, thẩm âm thì chưa có, nhưng mà cứ nghĩ rằng là máy móc là sẽ làm được. Nhưng mà cuối cùng là cũng không hiệu quả. Không hiệu quả bởi vì cái máy ấy thì nó không có cái gọi là cái cảm xúc để mà đo về phần nhạc, phần mic, phần effect. Máy là nó không cảm xúc. Đây các bác thấy rằng là đây sẽ mở nhạc nhá. Mở nhạc để các anh em nghe. Đang mở trên X10 này. Đây đang mở trên X10. Mưa thu bay bay vẫn đang trời ướt vai mềm. Hồn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Để làm phần nhạc ấy thì các bác thấy rằng là khi mà làm nhạc ấy thì nó ảnh hưởng cả đến chất âm của cái phần mic. Thậm chí là cái độ lớn của phần nhạc đầu vào này. Trên vang số DX ấy, là cái độ lớn của phần nhạc đầu vào này là nó ảnh hưởng chất âm của phần mic. Làm cái equalizer này ấy, là chúng ta phải nghe bằng tai. Và khi chúng ta làm thì nó ảnh hưởng cả cái phần mic. Thế còn về cái phần effect. Cái phần effect thì bây giờ đây là cái tỷ lệ này. Đây là cái tỷ lệ cho gì vợt ở đầu ra nhá. Nhưng mà nếu chỉ cần thay đổi một chút, thậm chí là độ lớn của phần music nó ảnh hưởng này, limit compressor này, độ lớn này, rồi độ lớn của phần mic đặt không hợp lý nó ảnh hưởng, rồi cái tỷ lệ cho gì vợt, rất nhiều phần nhiều mục. Cho nên rằng em cũng giới thiệu các anh em ấy, khi các anh em mua thì các anh em nên chọn cái đơn vị bán hàng, đơn vị cài đặt. Và em bán ấy, thì em không vội vàng như vậy là khi nhập vang số về là em vội vàng live stream giới thiệu ngay các anh em đâu. Bởi vì là làm vang số là rất khó. Và khi mình có uy tín rồi ấy, thì có rất nhiều các anh em sẽ tìm đến thôi. Bởi vì em ở một cái tỉnh miền núi xa xôi, nhưng mà có rất nhiều các anh em là tin tưởng gửi vang số đến căn chỉnh. Thì các anh em khi đi mua, các anh em có thể yên tâm khi mà mua của một người mà chuyên làm về vang số và lại chỉnh được rất nhiều loại vang số khác nhau. Thì đây nó cũng là một cái mà em chia sẻ các anh em. Và em là cái người mà nhập về bán ấy, thì em không vội vàng. Không vội vàng bởi vì là làm thì làm một mình thôi. Bởi vì cái vang số này thì cũng không nhờ ai được đâu. Làm một mình. Hoàn toàn là như vậy, một mình căn chỉnh. Cho nên rằng là không vội vàng được. Bây giờ thì cũng gọi trung niên đứng tuổi rồi, cho nên là cứ túc tắc làm. Túc tắc làm, ngày làm một chiếc, hai chiếc cũng được. Làm cho nó có thêm thu nhập rồi nó vui, đáp ứng được cái đam mê của mình. Cho nên em không vội. Và cái đặc điểm trên vang số là nó rất khó. Cho nên rằng là nếu như mà cứ nhập về xong là live stream ổ ạt để mà bán lấy được ấy, bán lấy nhanh, lấy được, lấy lãi suất ấy, thì có lẽ rằng là nó sẽ bị mai một thôi. Cho nên rằng là em giới thiệu các anh em, để các anh em có nhu cầu thì các anh em có thể liên hệ với em. Là những cái chiếc vang số X10 hàng bãi, một cái dòng vang số mà chất âm nói chung là khá là hay. Nó phù hợp với các cái bộ dàn mà nó như vậy là sáng đanh gắt, thì có thể là các anh em chọn lựa dòng số này thì rất là phù hợp rồi.